Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming mình em ơi. Anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em. Ở video này thì Khải sẽ phát sáng cái nỏ nha. Như anh em cũng đã biết thì cái nỏ BK tống kim anh em. Đây. Đó, 50-60, 65 sinh lực. Đó thì cái nỏ này cũng một trong những cái nỏ khá tâm huyết cũng như là nhìn rất là đẹp. Gọi là mắt pin của server luôn anh em, tại vì cái nỏ này và tống kim đánh thì đường môn không cần tóc thì cũng đạt 201 thôi anh em. Cho dù anh em có mang tóc 30 thì em cánh lách full lách các kiểu cũng đặt 201 mà thôi, không hơn được bao nhiêu, không được. Nên là cây nỏ này gọi là vào tống kim là mắt pin nè. Đây cho anh em xem kỹ lại đó, vào tống kim là mắt pin đấy, 50-60 đó, không gì phải chơi. Đã chơi đường môn, anh em nào có chơi đường môn anh em sẽ biết được cái nỏ này nó như thế nào. Ta muốn phát sáng vũ khí đó, ok đây anh em, phát sáng này 3.000 vạn, không biết bỏ vô luôn hay sao, nhớ là như bỏ vô luôn rồi nè. Nằm một đá phát sáng, bỏ hết cho luôn, chỉ đỡ 1.000 vạn ngồi thôi. Phát sáng xong rồi tí nữa Khải sẽ lên đảo hạt này luôn nha nè. Khải mang cho đủ móc 80 chón và 80 chậm. Móc 80 chón 80 chậm mới giao cho anh được nè mày. Vừa hiện tại bây giờ Khải đang mang theo kiểu 125 chậm á. Mà 125 chậm nhưng mà không ăn thua nè mày. Không phải chón không giao cho anh được. Rồi ok, phát sáng xong. Rồi Khải mua hết tiền luôn rồi. Khải mua đây được, Khải mang cho anh em xem. Nói chung phát sáng thì nó cũng đơn giản thôi nè. Đây cho anh em xem phát sáng là như thế nào. Phát sáng là như kiểu không kiểu môn phái thôi. Nó phát sáng vũ khí lên cho đẹp mắt thôi. Chứ họ không có nhiều anh em bảo cũng nghĩ là tăng sát thương này nó không có nè. Nó chỉ là cái độ phát sáng lên thôi. Đây đây. Đó anh em thấy cái tay sáng sáng chưa. Đây. Đó cái đó là phát sáng nè. Thấy cái tay phát sáng xanh xanh chưa. Đó. Đó thấy chưa. Đó phát sáng rồi, đó. Ok chưa. Trong hạt đường môn này thì hạt đường môn của Hoàng thì anh em xem video kênh Khải anh em cũng biết rồi. Khải cầm hạt của Hoàng á, anh em cũng biết rồi. Nè, nỏ này 50-60 này. Set ăn bàn chung này. Ngựa này. Giày này. Đai lưng này. Bao tay này. Nón. Hiện tại đang mang cái nón 45 chậm là đặt móc 120 nè. Nhưng mà Khải tháo rồi nè. Vì Khải sẽ chuẩn bị mang kiểu 80 chậm, 80 chón thôi. Hiện tại mang 40 chón không thể nào đánh giao tranh tống kim được. Vô giao tranh, lúc giao tranh cứ bị đơn người thôi nè. Đơn người thôi. Rất là khó đánh. Nên Khải phải lên lại cái móc kiểu là một lần cái móc là 80 chón, 80 chậm lại thôi. Hôm trước không đủ. Hôm trước không đủ chón. Hôm trước chỉ có 60 chón thôi. Bữa giờ thì Khải không online này. Rồi mang là nỏ này nè. Rồi Khải lên đảo Khải. Rồi anh em xem video thì đừng quên cho một like chia sẻ nha. Lên đảo Khải sẽ làm tiếp tục một video mới cho anh em xem. Đã nói thông kim Khải đính lại luôn. Tại vì không có đụng chạm gì tới nè. Công nó rớt. Đang bơ ca này nó rớt mất công. Rồi mở khó nhanh tới 100 xu thôi. Không quan trọng gì đâu. Rồi